Chào mừng bạn đến với eJoy, cùng xem cách luyện nghe, nói, đọc, viết và từ vựng tiếng Anh với eJoy nhé. Bước 1. Chọn video dựa theo trình độ và sở thích của bạn. Chọn học theo khóa học nếu bạn muốn có một lộ trình rõ ràng. Mở khóa video để bắt đầu học. Mở hộp quà tích lũy Joy để mở khóa video mỗi ngày. Bước 2. Xem video, tra từ, dịch cả câu phụ đề để hiểu nội dung video. Lưu từ mới để ôn tập theo ngữ cảnh. Bước 3. Chơi game. Chơi game từ vựng tại video sau khi lưu được 3 từ vựng mới. Luyện 4 kỹ năng với game sau khi xem video xong. Nghe không nhìn phụ đề, quýt xếp từ thành câu hoàn chỉnh. Luyện nói, nghe chép chính tả và nhập vai. Bước 4. Ôn từ vựng cũ. Mở game center. Ôn từ vựng với thuật toán lặp lại ngắt quãng để ghi nhớ từ mãi mãi. Bắt đầu khám phá eJoy để nâng trình tiếng Anh ngay thôi.